Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tình Vì sao lãnh đạo Thanh Hóa im lặng trước lời cầu cứu của phụ huynh học sinh? Ngày 13 tháng 3, báo Tiếng Dân đăng bài đơn cầu cứu của phụ huynh và một sự im lặng kỳ lạ của nhà giáo Thái Hạo. Thời báo chấm đề trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Ngày 10 tháng 1, một lá đơn cầu cứu được ký bởi tập thể phụ huynh trường tiểu học Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa gửi các lãnh đạo của tỉnh và các cơ quan báo chí tố cáo bà hiệu trưởng Vũ Thị Thúy Hà ăn bớt tiền ăn bán trú của học sinh trường tiểu học Đông Thọ. Kèm theo là file ghi âm một cuộc trao đổi của bà Hà với giám đốc công ty cổ phần thương mại và phát triển Phúc Nguyễn là đơn vị đang cung cấp dịch vụ nấu ăn cho học sinh và giáo viên của trường, trong đó thể hiện nhiều nội dung rất nghiêm trọng. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Theo đó, mỗi suất ăn của học sinh trường tiểu học Đông Thọ, công ty Phúc Nguyễn sẽ phải trích lại cho bà Hà số tiền là 7.000 đồng, năm ngoái là 7.500 đồng. Trường Đông Thọ có 1.500 học sinh. Theo như trong đơn, phụ huynh tính ra rằng mỗi tháng công ty này phải trích lại cho bà Hà hiệu trưởng số tiền là 231 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty Phúc Nguyễn còn phải trả lương cho cán bộ y tế và bảo vệ của nhà trường. Đồng thời bà Hà còn yêu cầu công ty Phúc Nguyễn hỗ trợ 150 triệu đồng cho việc sửa chữa văn phòng, nhà bếp và mua sắm vật dụng và được công ty này đồng ý, trong khi đây là những khoản tiền đã chi từ nguồn thu đầu vào bán trú lớp 1. Đơn còn phản ánh một số nội dung nghiêm trọng khác rút ra từ file ghi âm như tiền ăn của giáo viên, tên một số hiệu trưởng khác đang được công ty này cung cấp dịch vụ, những chỉ đạo mua gạo của một số sếp nào đó, vân vân. Tuy nhiên đến nay sau hơn 2 tháng không thấy một cơ quan báo chí nào lên tiếng phản ánh sự việc này. Một số tài khoản mạng xã hội, tức là phụ huynh học sinh của trường Đông Thọ đăng tải thông tin thì cũng nhanh chóng bị xóa hoặc gỡ bài. Tất cả chìm trong im lặng đáng sợ. Bất ngờ đến ngày mùng 7 tháng 3, một quyết định được ban hành cho bà Vũ Thị Thúy Hà thôi giữ chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thọ theo nguyện vọng cá nhân. Và đây là hình đơn cầu cứu Suốt từ trước Tết nguyên đáng đến bây giờ, cá nhân tôi đã không ít lần nhận được đơn cầu cứu cùng pha ghi âm nói trên do các phụ huynh chia sẻ. Tôi nói sự việc quá nghiêm trọng và đã có bằng chứng rõ ràng như vậy thì hãy chờ các cơ quan chức năng vào cuộc và báo chí lên tiếng. Tuy nhiên, sau mọi sự im lặng, chỉ thấy một quyết định cho thôi chức vụ theo nguyện vọng cá nhân, ngoài ra không biết sự vụ này thật hư thế nào xét thấy những mờ ám và tính chất nguy hiểm của bản thân, sự việc lên môi trường giáo dục địa phương và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của hàng ngàn học sinh, giáo viên, nó cần được làm sáng tỏ. Có hay không hành vi ăn chặn và tham ô của bà hiệu trưởng Vũ Thụy Thí Hạ Hà và hành vi hối lộ của công ty Phúc Nguyễn như phụ huynh đã cầu cứu trong đơn. Vị sếp đã chỉ đạo đến cả việc mua gạo trong đoạn băng ghi âm là ai, tại sao tất cả đều im lặng. Vì sao bà Hà xin thôi chức hiệu trưởng nó có liên quan gì tới nội dung trong lá đơn của phụ huynh hay không? Và đây là hình trường tiểu học Đông Thọ Thành Hóa. Nếu đơn cầu cứu của tập thể phụ huynh trường tiểu học Đông Thọ là đúng sự thật, thì bà Hà không thể chỉ được cho thôi chức theo nguyện vọng cá nhân mà phải bị kỷ luật, thậm chí bị truy tố. Công ty cung cấp dịch vụ Phúc Nguyễn cũng phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sự hấp dẫn lợi ích từ bữa ăn bán trú và những nội dung khác như đồng phục học sinh bút, vỡ in logo và rất nhiều các khoản thu khác đã trở thành nỗi nhức nhói tàn phá môi trường giáo dục suốt bao nhiêu năm qua. Một khi lợi ích vật chất và các tiêu cực ngày càng nghiêm trọng đã len lỏi, hiện diện và lũng đoạn môi trường học đường, thì khó có một công cuộc đổi mới giáo dục nào có thể tiến hành thành công được. Đây cũng chính là vấn đề hệ trọng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đặc biệt quan tâm và có đối sách để những đổi mới về chuyên môn đang được tiến hành bởi chương trình năm 2018 có thể triển khai hiệu quả. Trước hết, để giải quyết vấn đề to lớn và nghiêm trọng này, tức làm trong sạch môi trường giáo dục, hãy bắt đầu từ lá đơn cầu cứu của tập thể phụ huynh trường tiểu học Đông Thọ. Để một sự việc có tính chất nguy hại và nguy hiểm như vậy chìm vào im lặng, như không có chuyện gì là có tội với học sinh, phụ huynh và người dân. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vì sao lãnh đạo Thanh Hóa im lặng trước lời cầu cứu của phụ huynh học sinh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam còn xa mới là một nền kinh tế thị trường. Ngày 12 tháng 3, BBC Tiếng Việt đặt câu hỏi Việt Nam có phải là nền kinh tế thị trường hay không? BBC cho biết hiện Bộ Thương mại Mỹ đang đánh giá lại trạng thái kinh tế phi thị trường của Việt Nam theo đơn đệ trình của chính phủ Việt Nam. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, yêu cầu Mỹ xem xét về việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, viện dẫn những cải cách kinh tế trong các năm gần đây. Theo BBC, quy trình xem xét từ phía Washington sẽ kéo dài 270 ngày. Như vậy, thời gian phía Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng sẽ là vào giữa tháng 7 tới. BBC dẫn đánh giá của giáo sư Vũ Tường, trưởng khoa Chính trị học, Đại học Oregon nói rằng, quan hệ giữa kinh tế và chính trị ở Việt Nam là chủ nghĩa tư bản do nhà nước kiểm soát hoặc quản lý và chủ nghĩa Lenin kết hợp với kinh tế thị trường. Giáo sư Vũ Tường nhận xét, sự trường tồn của thể chế cộng sản vẫn là ưu tiên tối thượng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây là hình bài trên BBC ông cho rằng chủ nghĩa tư bản đỏ thân hữu đã hưởng lợi khi các tập đoàn doanh nghiệp lớn đều có những mối quan hệ với giai cấp cộng sản cầm quyền cụ thể với mối quan hệ đặc biệt đa số những doanh nghiệp này tuy không phải là tất cả đã nắm được tinh mật giàu có nhờ buôn bán tài nguyên hưởng trên lệch sự giàu có không xuất phát từ phát minh sáng chế như cách mà gia tộc hay tập đoàn ở hàn quốc và nhật bản thực hiện theo ông, nhà nước Việt Nam vẫn đang kiểm soát chặt nền kinh tế, nắm nguồn tài nguyên quốc gia và tư liệu sản xuất. Mức độ can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế lớn hơn nhiều nếu so với Hàn Quốc và Đài Loan là những nơi theo thể chế dân chủ. BBC cho hay, doanh nghiệp nhà nước đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam khi chiếm tới hơn 30% GDP của Việt Nam. Kinh tế tư nhân vẫn nằm trong thế yếu, cũng theo giáo sư Vũ Tường điểm yếu trong nền kinh tế nhà nước ở Việt Nam là đội ngũ lãnh đạo, với đa số là đảng viên cộng sản, đi học tập hoặc làm việc từ Đông Âu về, ít người đến từ giới kỹ trị. Nếu so sánh với Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, những nền kinh tế đã hóa rộng thành công. Và đây là hình tứ trụ, những lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Vẫn theo BBC, hiện Việt Nam được 72 nước công nhận là nền kinh tế thị trường, trong đó có Trung Quốc, Nga và các nước trong khối ASEAN. Các đối tác quan trọng như Mỹ và châu Âu chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. BBC dẫn ý kiến của Tiến sĩ Công Phạm, giảng viên cấp cao tại Đại học Deakin tại Úc chia sẻ rằng các yếu tố quan trọng để xác định một nền kinh tế có đủ tư cách nền kinh tế thị trường hay không. Theo quan điểm của Mỹ và phương Tây gồm có khả năng chuyển đổi đồng tiền liên quan với khái niệm này là khái niệm thao túng tiền tệ. Là khái niệm thao túng tiền tệ Lương lao động là kết quả của tự do thương thảo giữa người lao động và người sử dụng lao động. Liên doanh và các hình thức đầu tư nước ngoài khác được phép. Chính phủ sở hữu hay kiểm soát công cụ sản xuất như thế nào? Chính phủ kiểm soát việc phân phối tài nguyên, giá cả và sản xuất như thế nào? Tiến sĩ Công Phạm cho biết, Hoa Kỳ chưa dành cho Việt Nam tư cách là nền kinh tế tự do vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, có nhiều công ty do nhà nước sở hữu. Thứ hai, Luật về lao động của Việt Nam còn nhiều thiếu sót. Thứ ba, tồn tại nguy cơ Việt Nam có thể gây hại cho các ngành công nghiệp của Mỹ và người lao động Mỹ. Ngoài ra, còn có e ngại Trung Quốc sử dụng Việt Nam để lách các quy định thương mại mà Mỹ áp đặt cho Bắc Kinh. BBC dẫn thêm quan điểm của ông Lân Jin, cựu đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam đánh giá rằng, Việt Nam còn xa mới là một nền kinh tế phát triển toàn diện, nhưng do có vị thế địa chính trị khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn và được Mỹ ưu ái. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam còn xa mới là một nền kinh tế thị trường. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.